Ngươi lên đi, chúng tôi nhìn thấy rồi nha. Để cái súng mất. Rồi. Đã bước lên đi. Lên. Để lên. Chúng ta nè, Tâm. Để ta qua đây coi còn đây không. Sao mà mấy ông tôi quay lên đây thấy đủ sao cũng nhìn lại nè. Đừng ra giữ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đáy vào cái ống đu đủ tự nó lên. Bom hàng mà gấp có tí nghiệp vụ. Công phải gọi bằng mồm. Công an bắt đặc công. Chính thức iPhone XS Max và iPhone 6 Plus được Apple cho vào danh sách đồ cổ và lỗi thời. Nani? May quá đang dùng 7 Plus, hiện đại vãi lều. Oh my god. Tôi đang cầm XS Max đọc và cười. Bên cạnh tôi có con iPhone 6 Plus nằm chễm chệ chờ tôi cầm nó lên lướt tốc tốc. Đồ cổ có giá trị cao nên em mạnh dạn đổi con XS Max lấy 16 Pro Max không cần bù nhé. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Thẻ đi xe buýt miễn phí, Trần Diệu Linh, năm sinh 1990. Đối tượng, người cao tuổi. Nani? Chúng mày chưa thấy có thằng sinh 92 được giấy mừng thọ à? What? Mình sinh năm 86 chắc cũng được làm. Mình cũng 86, nãy đưa con đi học mẫu giáo nhỡ, mấy cháu lớp bên cạnh chào ông. Tôi 87, đưa con đi khám, bà kia hỏi, đây bà nội hay bà ngoại, trong khi tôi đẻ lứa đầu tiên. Nếu có nhiều tiền tôi sẽ xây nhà và không lấy chồng. Nếu có nhiều tiền tôi sẽ xây căn nhà thật đẹp thật ấm áp cho vợ con của mình. Wow. Đàn ông khi thành công sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Khi thất bại họ cũng không đổ lỗi cho ai. Phụ nữ khi thành công thì tự lực tự cường. Phụ nữ thì phải làm chủ kinh tế. Còn khi thất bại thì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Phụ nữ họ Đỗ, đàn ông người Lào. Xây nhà và đi giật chồng người ta. Hồi con gái đi làm ở trọ có quen mấy đứa hay nói như chị kia đó. Đúng thật không lấy chồng, nhưng yêu mấy thằng toàn sống thử, không thì ngoại tình với trai có vợ. Trời ghê chưa? Buổi đầu đi date, cô gái ngán ngẩm khi bạn nam mặc quần short, đi dép, trong khi cô thì make up lồng lộn, phải ngồi quán ăn vỉa hè. Nó mà đi bốn bánh thì anh ấy sống giản dị. Trước có anh kia cũng hẹn mình đi date, ăn mặc tuềnh toàng, dép tổ ong, quần ngố, áo phông, đi Lexus, thấy cũng giản dị, dễ gần, thân thiện, không phong bạt. Đi bốn bánh là anh ấy ăn mặc có gu ghê liền. Quá chuẩn luôn. Ngày tôi hẹn chồng ra công viên gặp lần đầu, nếu nhận ra thì gặp, không thì đi về. Ngồi đợi 30 phút không thấy ai nhắn tin hỏi thì ra ổng ngồi đối diện được 30 phút rồi. Ổng mặc quần xà lòn, dép lào, áo thun đen, đâu ri ơ lổng chổng bố ai nhận ra. Ăn sinh tố vỉa hè mà ổng gọi mãng cầu rằm, mỏ nói liên liệm mà còn đòi đút tôi ăn. Né nó dị, giờ cũng hai đứa rồi đây. Phèn như anh, khen em xinh em nhăn nhó, phong độ như nó, bảo em giống cờ hò em cũng cười. Hiểu kiểu gì? Có ai nằm võng không đưa, có ai gặp lại người xưa không nhìn, có ai quên được chữ tình, có ai giải được bài hình chỉ tao. Người chết nằm võng không đưa, người mù gặp lại người xưa sao nhìn, kẻ khờ quên được chữ tình, giải được toán hình không phải là tao. À đâu.
Người ngủ nằm võng không đưa, kẻ ghét gặp lại đương nhiên không nhìn. Không phải chỉ có toán hình, đại số tao cũng nhìn quài không ra. Chân ngắn nằm võng không đưa, trúng số gặp lại người xưa không nhìn. Vì tiền quên mất chữ tình, ta đây thi toán, chỉ dình bàn bên. Người liệt nằm võng không đưa, con nợ gặp lại người xưa không nhìn. Mấy ai quên được chữ tình, tao mất gốc hình, hỏi đứa khác đi. Bài này thật dễ làm sao, mấy câu cơ bản, nhìn hình là ra, còn không làm được, kêu ca cái gì. Nằm võng lắm kẻ chẳng đưa, người xưa gặp lại tao đây chửi thề. Dăm ba mấy cái chữ tình, toán hình lý hóa tao lại chào thua. Ê mọi người ơi, chia tay bị người yêu cũ đòi lại xe SH thì phải làm sao ạ? Nó bảo, một là trả nó xe, hai là đưa nó 50 triệu á, nên chọn cách nào giờ? Giờ trả tiền thì cũng không đủ, mà trả xe thì lấy gì đi chơi, nên làm như nào giờ ạ? What the hell? Quay lại, tình cảm lục đục thì bác tình dụ làm lành chứ bây, không thể để mất cả chì lẫn chài được. Quá chuẩn luôn. Trả cho nó đứa con ý sau nó cho 5 triệu. Niềm hạnh phúc của nguyên ca sĩ, người mẫu trang khàn khi mót được ít rau từ cống ở Mỹ. Rau này mà ăn kèm gà bở thì đỉnh rồi. Wow. Quê có khi chúng nó còn tung hô nước cống uống trực tiếp như nước khoáng cũng nên. Nước Mỹ tốt thật, đào tạo một con người lười biếng thành một kẻ siêng năng. Oh my god. Sang Mỹ mà như đi cải tạo vậy Trang, giờ Trang có ích cho xã hội rồi đấy. Chưa thấy một đứa nào chỉ tổ quốc đâm đồng bào mà sống ra hồn người cả. Vậy mới nói, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Trung Quốc sắp ra mắt tour du lịch khổ sai cho khách trải nghiệm cảm giác bị lưu đày. What the hell? Lấy vợ bao năm rồi tao trải nghiệm đủ rồi, cho tao đi sung sướng đi. Có thêm dịch vụ ném rau thối, trứng thối, đậu hũ thối không nhỉ? Có dịch vụ đóng dấu lên trán không nhỉ? Đặt vé ở đâu nhỉ? Tao cho chồng tao đi. À đâu? Có trải nghiệm chu di cửu tộc không nhỉ? Hả? Dành cho những ai hay comment, thấy cảnh này quen hình như kiếp trước mình ở đây. Có tuyển nha dịch không cho tao xin chân. Có tour nào làm công chúa không để mình đăng ký chứ làm hoàng hậu mãi chán. Lấy KPI làm gông cổ, deadline làm xích sắt. Nào mà cuộc sống vất vả quá thì dáng tham gia tour để biết ngoài kia còn nhiều người vất hơn mình. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.